Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình tổng hợp tin tức an ninh trật tự nổi bật trong ngày. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão, di chuyển dọc vùng biển Trung Bộ lên phía Vịnh Bắc Bộ. Hồi 1 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Dự báo, đến 1 giờ ngày 19 tháng 10, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế và di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 20 tháng 10, bão mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11, phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 2-4 mét. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ nay đến 19 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày 19 tháng 10, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20-21 tháng 10. Nhiều năm qua, tình trạng bão, lũ đã tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, gây thiệt hại tài sản, tính mạng và làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân. Để giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ lụt gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp phòng tránh. Trước khi bão xảy ra, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo bão, gia cố, chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, xác định vị trí an toàn để trú ẩn. Chủ động sơ tán khỏi các nhà không đảm bảo an toàn, vùng ven biển, cửa sông để phòng nước dâng, dự trữ nước uống, lương thực thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết để dùng ít nhất 7 ngày. Nếu không có lệnh sơ tán của chính quyền, hãy tìm nơi trú ẩn trong nhà cho gia đình mình. Nơi an toàn nhất khi có bão là phòng bên trong không có cửa sổ. Chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn khi bão về như chèn chống các cửa của nhà, loại bỏ những cây, cành bị chết, bị bệnh, xác định các vật dụng trong sân nên mang vào trong nhà, vệ sinh máng nước mưa, gầm cầu thang ngoài, giếng cửa sổ, đường thoát nước, đường ống thoát nước, chuẩn bị một bộ đồ dùng cho gia đình, đèn pin, đài radio, quần áo ấm, chăn, bộ sơ cứu, thuốc men, nước đóng chai và thực phẩm không dễ hư hỏng. Khi bão đến, phải hết sức đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật, không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ, nên ở trong nhà, nơi trú ẩn, không đi ra ngoài, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào. Nếu nhận được lệnh sơ tán, hãy mang theo các đồ dùng thiết yếu cho gia đình bạn và di chuyển ngay đến một nơi trú ẩn được chính quyền địa phương sắp xếp. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, các lực lượng khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân trên hai tàu cá của ngư dân bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây. Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, vào khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 10, tàu QNA-90927-TS bị sóng đánh chìm tại khu vực cách Bắc Tây Bắc đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý. 37 ngư dân đã được tàu QNA-91782TS cứu vớt, hiện còn một ngư dân đang mất tích. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, tàu QNA-90129TS bị chìm do lốc xoáy tại khu vực cách Đông Bắc đảo Song Tử Tây khoảng 120 hải lý. 40 ngư dân đã được các tàu ngoài hiện trường cứu nạn an toàn, hiện còn 14 ngư dân đang mất tích. Để khẩn trương, kịp thời tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các ngư dân trên hai tàu cá trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị và lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai nhanh nhất các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các ngư dân mất tích.
Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm kịp thời, hiệu quả để cứu nạn, cứu hộ các ngư dân đang mất tích. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải rà soát các phương tiện vận tải biển đang neo đậu và hoạt động khu vực vùng biển nêu trên, kịp thời huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn các ngư dân. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn đạt hiệu quả. Chỉ đạo các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đã ở trong điều kiện El Nino. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến hết tháng 10 năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó, khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất 80-90%, dự báo có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ và các tỉnh, thành phía Nam. Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam gây ra gió mạnh, sóng lớn làm ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Trên những tháng mùa đông năm 2023-2024, nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về lượng mưa, ở khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2023 tại khu vực vùng núi phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 5-10%. Vùng Trung Du ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực đồng bằng và ven biển cao hơn khoảng 5-15%. Đến tháng 10 năm 2023, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về tình hình thủy văn trong những tháng tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà, sông Gâm, sông Chảy thiếu hụt từ 10-50% so với trung bình nhiều năm. Dù vậy, nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ. Lũ quét, sạt lở đất, nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc. Về chiều cường, trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023, ven biển Đông Nam Bộ có 7 đợt. Trong đó có 4 đợt chiều cường cao, mực nước tại trạm Vũng Tàu vượt mức 4m. Các đợt chiều cường này nếu trùng vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh tràn xuống phía Nam thì khu vực chịu ảnh hưởng của chiều cường tại các tỉnh, thành ven biển khu vực Đông Nam Bộ sẽ có nguy cơ ngập, lụt với xác suất trên 70%. Trong khi đó, tại ven biển Tây Nam Bộ, giai đoạn từ ngày 15 tháng 8 đến tháng 10 năm 2023, trong một số đợt gió mùa Tây Nam mạnh có thể xuất hiện chiều cường kết hợp với sóng lớn gây sạt lở đê biển, nhất là vùng ven biển Tây Cà Mau. Ngoài ra, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long khả năng đến sớm hơn, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tổng hợp tin tức an ninh trật tự nổi bật trong ngày của chúng tôi. Quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn chuông theo dõi kênh nhé. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.